Những ngày qua, trên khắp các nền tảng mạng xã hội tiếng Trung đang lan truyền mạnh mẽ tin đồn về việc Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đang gặp vấn đề và trong nội bộ chính quyền đã có cuộc đảo chính quyền lực của ông Tập. Thông tin trên trở nên được chú ý hơn sau phiên họp toàn thể lần thứ 3 Ban chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 20, khi Tổng bí thư Tập Cận Bình hiếm khi xuất hiện trước công chúng. Các báo cáo truyền thông chính thức của chính quyền Trung Quốc cũng thường xuyên cho thấy những điều bất thường. Sau đó, những nghi ngờ và tin đồn khác nhau về biến động lớn ở Trung Nam Hải đã lan rộng. Ông Tập Cận Bình cũng đã không xuất hiện trước công chúng trong một thời gian dài. Có nhiều tin đồn khác nhau, bao gồm bệnh tật như đột quỵ, xơ gan, ung thư tuyến tụy. Cũng có những tin đồn đoán về việc có người thay thế ông Tập. Khả năng có một cuộc đảo chính, ông Tập đã bị lực lượng chống Tập kiểm soát. Vậy vì sao lại xuất hiện những tin đồn như trên? Hôm nay chúng ta hãy cùng nhau đi tìm hiểu câu trả lời. Sau phiên họp toàn thể lần thứ 3 của Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, các phương tiện truyền thông chính thức của Đảng có rất ít báo cáo trực quan về ông Tập Cận Bình, thậm chí các báo cáo bằng văn bản cũng giảm khoảng 70%. Cùng lúc đó, một nhân vật chính khác cũng làm dấy lên nhiều đồn đoán, đó là Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương Trương Hữu Hiệp, đã công khai bày tỏ lòng trung thành của mình với ông Tập. Đáng chú ý là, việc ủng hộ những điều bất thường này lại đến từ các phương tiện truyền thông chính thức của Đảng Cộng sản Trung Quốc như tờ Nhân dân Nhật Báo. Một số cư dân mạng cũng phát hiện ra rằng, ngay cả trong các báo cáo bằng văn bản, nhiều trong số đó cũng được tạo nên từ những tin tức cũ và vị trí của các trang đó cũng khác so với trước đây. Minh Cư Chính, giáo sư danh dự của khoa khoa học chính trị tại Đại học Quốc lập Đài Loan, tin rằng điều này là rất nghiêm trọng trên các phương tiện truyền thông của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Bên cạnh đó, gần đây có một số nhận xét bất thường trên các phương tiện truyền thông Đảng, bao gồm ngưng sùng bái cá nhân, đi ngược lại với sự sùng bái cá nhân mà ông Tập cổ vũ trong những năm gần đây. Bộ trưởng Bộ Công an Vương Tiểu Hồng đã không đề cập đến ông Tập Cận Bình trong báo cáo nghiên cứu Quý Châu của mình. Thủ tướng Lý Cường giờ đây có thể thực hiện các chuyến đi thị sát về thảm họa. Bí thư Ban Bí thư Thái Kỳ đã đến thăm các bô lão và các quan chức đương nhiệm trong kỳ nghỉ ở Bắc Đới Hà. Ngoài ra, có ít báo cáo về việc các cơ quan của Đảng Cộng sản Trung Quốc nghiên cứu tinh thần của hội nghị toàn thể lần thứ 3 Ban chấp hành Trung ương. Tác giả Lý Tuệ của báo South of Hope nhận định, dựa trên các báo cáo của các phương tiện truyền thông của Đảng Cộng sản Trung Quốc, ngày càng có nhiều tin đồn không rõ nguồn gốc. Một số cư dân mạng đã chụp ảnh màn hình và cho rằng ông Tập Cận Bình có thể từ chức vì bệnh nặng. Cuộc họp ở Bắc Đới Hà đã quyết định Hồ Xuân Hoa lên thay thế ông Tập làm Tổng Bí Thư. Tuy nhiên, cũng có thông tin cho rằng trong danh sách mới do Thường vụ Bộ Chính trị Trung Quốc đề xuất, ông Đinh Tiết Tường, Phó Thủ tướng, sẽ là Tổng Bí Thư. Cựu nhân vật truyền thông Trung Quốc Triệu Lan Kiện đã đăng hai bức ảnh trên mạng xã hội X hôm 9 tháng 8, trích dẫn thông tin được cho là bị rò rỉ từ bên trong đơn vị quân đội Trung Quốc. Chân dung của ông Tập Cận Bình đã bị gỡ bỏ khỏi bảng quảng cáo tại trung tâm cán bộ quân đội có dòng chữ "Quân đội tuân theo Đảng, thời tiết sắp thay đổi, có vẻ như hướng gió đã thay đổi". Tuy nhiên, đúng lúc nhiều tin đồn lan truyền, ngày 9 tháng 8, tờ Nhân dân Nhật Báo, cơ quan ngôn luận của Đảng Cộng sản Trung Quốc, đã đăng bài viết có tựa đề "Tiếp tục đi sâu cải cách quốc phòng và quân sự" của Phó Chủ tịch Quân ủy Trương Hữu Hiệp. Bài báo đề cập đến ông Tập Cận Bình hoặc Tổng bí thư Tập ở ít nhất 22 chỗ, đồng thời nói nhiều lời ủng hộ lòng trung thành của ông Trương đối với ông Tập. Chẳng hạn, chúng ta phải theo tư tưởng Tập Cận Bình về tăng cường quân đội. Chúng ta phải hiểu sâu sắc quyết tâm và ý định của Chủ tịch Tập, luôn duy trì sự nhất quán cao độ với Trung ương Đảng và Chủ tịch Tập. Nhà bình luận thời sự Thái Thận Khôn tin rằng bài báo của ông Trương Hữu Hiệp rõ ràng là câu trả lời cho nhiều tin đồn gần đây và thể hiện thêm lòng trung thành đối với ông Tập Cận Bình. Theo ông Thái, xét số lần ông Tập được nhắc đến trong bài viết này, có thể thấy ông Tập vẫn nắm quyền kiểm soát quân đội rất chặt chẽ. Nhà bình luận Thái cho rằng những bất thường trên các phương tiện truyền thông chính thức của Đảng Cộng sản Trung Quốc trong thời kỳ này là do kỳ nghỉ Bắc Đới Hà dành cho các lãnh đạo cao nhất của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Ông cho hay nhiều người trong và ngoài nước hy vọng điều gì đó sẽ xảy ra với ông Tập, nhưng trong nước vẫn chưa có dấu hiệu được nới lỏng. Đỗ Văn, một cựu luật sư người Trung Quốc, đã đặt câu hỏi về tính chính xác của những tin đồn này. Ông nói, khó có khả năng ông Tập bị nhồi máu não hoặc nhồi máu cơ tim. Cựu luật sư chỉ ra, các quan chức cấp tỉnh, cấp bộ, trở lên của Đảng Cộng sản Trung Quốc đều được kiểm tra các chỉ số thể chất hàng ngày. Mỗi miếng thịt, từng miếng cơm họ ăn đều được chuẩn bị và chú ý đặc biệt, không được ăn bừa bãi.
bất kỳ biến động nhỏ nào cũng sẽ được xử lý ngay lập tức. Cựu luật sư gốc Hoa nhận định, đây cũng là lý do khiến tôi cho rằng cái chết đột ngột của cựu Thủ tướng Lý Khắc Cường là bất thường. Cựu luật sư này cũng cho biết, ông đã đến gặp các nhân vật cấp cao trong Đảng Cộng sản Trung Quốc để xác minh và nhận được câu trả lời rằng mọi chuyện đều bình thường. Nhà bình luận thời sự Lý Lâm Nhất nói với báo Đại Kỷ Nguyên Tiếng Trung rằng, trong những năm gần đây, tình hình chính trị của Đảng Cộng sản Trung Quốc bề ngoài có vẻ bình lặng, nhưng trên thực tế vẫn có những dòng chảy ngầm. Theo nhà bình luận Lý, việc một quan chức cấp cao biến mất thì tin đồn ngay lập tức lan truyền, điều này đã trở thành thông lệ. Nhà bình luận Lý cho hay, những tin tức này có thể đúng hoặc sai, nhưng bất kể đúng hay sai, nó cho thấy tâm lý hiện tại của người dân Trung Quốc đã thay đổi, tư tưởng như hiện tượng trước khi quyền lực chính trị trong lịch sử của Đảng Cộng sản Trung Quốc bị sụp đổ. Đảng Cộng sản Trung Quốc hiện nay không còn cách xa trước sự sụp đổ của nó nữa. Nhà bình luận cấp cao Nhan Thuần Câu cũng tin rằng, việc lan truyền những tin đồn chính trị này cho thấy tình hình của Đảng Cộng sản Trung Quốc đã đến thời điểm nguy kịch. Cựu luật sư Trung Quốc Đỗ Văn cho biết, trong và ngoài nước đang bàn luận rằng ai có được lòng dân thì thắng được cả thế giới. Giờ đây, ông Tập Cận Bình đã đánh mất hết lòng dân. Đảo chính ở Trung Quốc ảnh hưởng như thế nào với thế giới? Thực tế, những đồn đoán về sức khỏe và sự mất quyền lực của ông Tập Cận Bình đã bắt đầu lan truyền từ phiên họp toàn thể lần thứ 3 của Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc. Tuy nhiên, vào cuối tháng 7, ông Tập đã xuất hiện nhiều lần nhằm bác bỏ những tin đồn này. Ông đã có các cuộc gặp với Tổng thống Đông Timor Jose Ramos Horta và Thủ tướng Ý Giorgia Meloni vào ngày 29 tháng 7, cùng với việc chủ trì cuộc họp thường kỳ của Bộ Chính trị vào ngày 30 tháng 7. Mặc dù vậy, những tin đồn không chỉ không giảm bớt mà còn trở nên phức tạp hơn, như việc lan truyền thông tin rằng ông Đinh Tiết Tường sẽ trở thành Tổng Bí thư, còn ông Trương Hữu Hiệp sẽ đảm nhiệm vị trí Chủ tịch Quân ủy Trung ương. Để dập tắt tin đồn, vào ngày 9 tháng 8, ông Trương Hữu Hiệp đã công bố một bài báo với chữ ký của mình trên Nhật báo Quân đội Giải phóng, nhấn mạnh về việc tiếp tục cải cách quốc phòng và quân sự, đồng thời nhiều lần khẳng định sự trung thành với ông Tập Cận Bình. Có thể nói rằng, những lần xuất hiện công khai của ông Tập Cận Bình trước ngày 30 tháng 7 nhằm bác bỏ các tin đồn về sức khỏe và quyền lực của ông đã không đủ để ngăn chặn sự lan rộng của chúng. Đặc biệt là vào ngày 1 tháng 8, nhiều gương mặt quen thuộc như Vương Hộ Ninh và Đinh Tiết Tường cùng nhau biến mất khỏi công chúng, làm dấy lên thêm sự nghi ngờ. Người cuối cùng biến mất là Lý Cường, khi ông vẫn còn đi thị sát các khu vực bị lũ lụt ở Hồ Nam vào ngày 1 tháng 8. Nếu hội nghị Bắc Đại Hà năm nay chỉ là một kỳ nghỉ thông thường, các thành viên trong Ban Thường vụ Bộ Chính trị có thể đã rời nơi này giữa chừng để tiếp tục công việc, như thường thấy trước đây khi các lãnh đạo cấp cao cùng vắng mặt trong khoảng 2 tuần. Điều này ám chỉ có một cuộc họp quan trọng đang diễn ra tại Bắc Đại Hà, và khi có họp sẽ có sự kiện, khi có sự kiện sẽ xuất hiện tin đồn, một chu kỳ tuần hoàn như vậy. Nhiều người đặt câu hỏi về mức độ ảnh hưởng của một cuộc đảo chính quyền lực ở Trung Quốc đối với thế giới, và điều này có thể nhìn từ các khía cạnh như sau. Kinh tế toàn cầu. Một biến động trong quyền lực tại Trung Quốc có thể gây ra sự chấn động mạnh trong các thị trường tài chính, đặc biệt là những ngành phụ thuộc vào Trung Quốc như sản xuất và công nghệ. Địa chính trị. Các quốc gia sẽ thay đổi chiến lược đối ngoại và có khả năng hình thành các liên minh mới trong bối cảnh thế giới trở nên bất ổn. An ninh khu vực. Khu vực Đông Á có thể đối mặt với những bất ổn ảnh hưởng đến các tranh chấp lãnh thổ và an ninh hàng hải trong khu vực. Chuyển dịch quyền lực. Sự thay đổi quyền lực ở Trung Quốc có thể làm dịch chuyển cân bằng quyền lực trong khu vực và toàn cầu, tác động đến trật tự quyền lực hiện tại. Đối với ông Tập, việc dập tắt những tin đồn này đang trở thành một thách thức lớn. Nếu những đồn đoán tiếp tục lan rộng, chúng sẽ ngày càng khó kiểm soát, buộc ông phải xuất hiện nhiều lần để phủ nhận. Vấn đề hiện tại là làm sao ông Tập có thể chứng minh rằng ông vẫn nắm quyền và không bị tổn hại. Làm thế nào để những tin đồn dừng lại? Một giải pháp là ông Tập Cận Bình cần phải khẳng định rõ ràng sức mạnh của mình trong nội bộ để chứng minh quyền lực vẫn nằm trong tay ông và không bị suy yếu. Một cách khác để thể hiện sức mạnh là ở bên ngoài, tất nhiên là nhắm vào Đài Loan, Biển Đông hoặc đối thủ lớn nhất chính là Hoa Kỳ. Vào ngày 24 tháng 7 vừa qua, hai máy bay ném bom tầm xa Tu-95 của Nga và hai oanh tạc cơ H-6 của Trung Quốc đã bị các chiến đấu cơ của Mỹ và Canada giám sát và ngăn chặn khi chúng bay gần không phận ngoài khơi bang Alaska. Các máy bay Trung Quốc lúc đó đang tiến hành tuần tra chung với Nga trên không phận của vùng biển Chukchi, Chi, Bering và Bắc Thái Bình Dương. Đây được xem là một động thái đáng chú ý, vì theo Lầu Năm Góc, đây là lần đầu tiên máy bay ném bom của Trung Quốc xuất hiện trong vùng nhận dạng phòng không của Alaska và cũng là lần đầu tiên các máy bay của Trung Quốc và Nga cất cánh từ cùng một căn cứ tại Đông Bắc Nga.
Sự việc này đánh dấu một diễn biến quan trọng trong việc Bắc Kinh thể hiện sức mạnh quân sự, đồng thời làm nổi bật mối quan hệ chặt chẽ hơn nữa giữa Trung Quốc và Nga kể từ khi Moscow khởi động chiến dịch quân sự tại Ukraine vào năm 2022. Theo giới phân tích, sự hiện diện của anh tạc Kh-6 của Trung Quốc trong khu vực là một bước tiến lớn khi kết hợp với các máy bay Tu-95 của Nga. Động thái này rõ ràng là để gửi đi một thông điệp mạnh mẽ đến với Mỹ. Bộ Quốc phòng Nga cho biết chuyến bay tuần tra chung kéo dài hơn 5 giờ và đã được hậu tống bởi các máy bay chiến đấu nước ngoài trong suốt quá trình này. Cuộc tuần tra này mang một ý nghĩa quan trọng đối với Trung Quốc khi lần đầu tiên máy bay ném bom H-6 của họ hiện diện gần Alaska. H-6 vốn là một phần quan trọng trong khả năng răn đe hạt nhân của Trung Quốc, có thể mang theo cả bom hạt nhân và tên lửa tấn công tầm xa. Việc H-6 xuất hiện tại khu vực này cho thấy Bắc Kinh đang muốn phô diễn sức mạnh quân sự và khả năng răn đe hạt nhân của mình trước Mỹ. Động thái này mang tính chất mạnh mẽ hơn rất nhiều so với vụ khinh khí cầu do Thám vào năm 2023. Chuyến bay này cũng phản ánh sự mở rộng trong quan hệ quân sự giữa Trung Quốc và Nga, thể hiện sự đồng lòng trong việc thách thức vị trí chiến lược của Mỹ. Mặc dù Nga đang lún sâu trong cuộc xung đột với Ukraine và sức mạnh quân sự bị suy giảm đáng kể, Trung Quốc vẫn nhìn thấy cơ hội để tăng cường hợp tác quân sự với Moscow nhằm đối đầu với Mỹ. Trong tình thế hiện tại, Nga dù không mong muốn nhưng buộc phải dựa vào Trung Quốc để tìm kiếm sự hỗ trợ về chính trị và quân sự nhằm duy trì thế đối đầu với phương Tây. Sự hợp tác này không chỉ củng cố mối quan hệ chiến lược mà còn thể hiện quyết tâm chung trong việc đối phó với sự ảnh hưởng ngày càng lớn của Mỹ trên trường quốc tế. Hơn nữa, Trung Quốc có những mục tiêu lớn hơn và sâu xa hơn trong chiến lược này. Nga dường như chỉ là một quân cờ trong kế hoạch của Trung Quốc, khi Bắc Kinh đang tìm cách khẳng định quyền lực của mình trước Hoa Kỳ. Trong cuộc hợp tác hàng không chiến lược với Nga, Trung Quốc cũng điều động các tàu hải quân tiến gần vùng biển Alaska và băng qua biển Bering. Theo thông tin từ trang web Cảnh sát biển Hoa Kỳ vào ngày 10 tháng 7, lực lượng này đã phát hiện nhiều tàu chiến Trung Quốc xuất hiện ở khu vực biển Bering gần Alaska trong 2 ngày 6 và 7 tháng 7. Phản hồi về sự hiện diện này, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Trung Quốc tuyên bố, trong tương lai, Trung Quốc sẽ tiếp tục tiến hành các hoạt động huấn luyện trên biển nhằm nâng cao khả năng tác chiến của quân đội. Rõ ràng, đây là một thông điệp khiêu khích và thách thức đối với Hoa Kỳ, thể hiện ý đồ mở rộng ảnh hưởng quân sự của Trung Quốc trong khu vực. Dưới sự tính toán kỹ lưỡng của Trung Quốc, các tàu chiến và máy bay ném bom H-6 đã xuất hiện gần khu vực Alaska nhằm phô trương sức mạnh quân sự và gửi một thông điệp răn đe mạnh mẽ tới Hoa Kỳ. Đây là một động thái chiến lược thể hiện quyết tâm của Trung Quốc trong việc thách thức sự hiện diện và ảnh hưởng của Hoa Kỳ trên trường quốc tế. Và đến đây, chương trình của chúng tôi xin được phép tạm dừng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong các chương trình tiếp theo.